Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Toàn Peter. Bộ phim hoạt hình 3D Đấu La Đại Lục phần 2 Tuyệt Thế Đường Môn cũng đã phát hành được hơn 20 tập, và đến hiện tại thì mình chắc chắn đến 90%, thậm chí là 99% là đã có hai nhân vật bị lược bỏ khỏi phim so với cốt truyện. Nói đến đây thì với những anh em đã đọc truyện thì chắc chắn mọi người sẽ biết hai người này là ai, hoặc là những ai đã xem video trước của mình thì mình cũng đã nói sơ qua. Vâng, và hai người này không là ai khác, đó chính là Vương Ngôn lão sư và chủ nhiệm khoa võ hồn ngoại viện Đỗ Duy Luân. Và trước khi tiếp tục vào chủ đề của clip ngày hôm nay thì các bạn hãy bỏ ra vài giây để like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Đến hiện tại thì các cảnh nhẽ ra là của hai nhân vật này xuất hiện đều đã được thay thế bằng các hình ảnh của nhân vật Viện Trưởng Triết hay là Cung Trưởng Long. Chúng ta sẽ cùng đi vào nhân vật đầu tiên, Đỗ Duy Luân, chủ nhiệm khoa võ hồn ngoại viện. Nhân vật Đỗ Duy Luân này có thể là xuất hiện khá ít ở trong truyện, nhưng ở thời điểm đầu truyện thì lại xuất hiện khá là nhiều. Chức vụ chủ nhiệm võ hồn hệ ngoại viện cũng nói lên khá là nhiều. Nhân vật này quản lý mọi hoạt động của võ hồn hệ ở ngoại viện, từ tuyển sinh, kiểm tra nhập học, kiểm tra lên cấp, nội quy trong trường, hay còn cả tai mắt của Viện Trưởng Triết để quan sát, tìm kiếm nhân tài cho võ hồn hệ. Và mình sẽ liệt kê một số cảnh mà nhân vật này xuất hiện ở thời gian đầu. Đầu tiên đó chính là buổi kiểm tra tân sinh năm nhất. Đỗ Duy Luân là người chủ trì buổi kiểm tra, đồng thời cũng là giám khảo của buổi kiểm tra. Mục đích là tìm kiếm các hồn sư tài năng, vừa để tránh cho việc học sinh bị thương trong chiến đấu. Đỗ Duy Luân cũng chính là người đã ngăn cản võ hồn du hợp kỹ của Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo, mà trong phim cảnh này được thay thế bằng Viện Trưởng Triết. Tiếp theo là các phân cảnh nghe ngóng và tìm kiếm hồn sư tài năng. Đỗ Duy Luân cũng chính là người đã báo cho Viện Trưởng Triết biết Hoắc Vũ Hạo trở thành hồn đạo sư cấp 2 sau 8 tháng nhập học sau khi nghe Phạm Vũ nói. Lần xuất hiện tiếp theo đó là ở kiểm tra sinh viên năm 2. Đỗ Duy Luân tiếp tục là người chủ trì của buổi kiểm tra. Sau khi Hoắc Vũ Hạo phóng thích mô phỏng hai hồn hoàn 10 vạn năm, khiến cho buổi kiểm tra phải ngừng lại, ông lại đi báo lại cho Viện Trưởng Triết. Ở buổi kiểm tra lại thì Đỗ Duy Luân tiếp tục là người chủ trì và thông báo điểm cho các sinh viên thi kiểm tra. Ngoài những cảnh trên ra thì còn có một số cảnh nhỏ nữa mà Đỗ Duy Luân cũng xuất hiện. Với nhân vật này thì về sau xuất hiện rất ít, nên mình thấy nhà làm phim được bỏ cũng không phải là vấn đề lớn lắm. Nhưng nếu so với Đấu La Đại Lục phần 1 thì những nhân vật nhỏ như này bị lược bỏ thì cũng hơi quá. Vì ở Đấu La Đại Lục phần 1 có rất nhiều nhân vật xuất hiện rất ít mà vẫn được làm đầy đủ. Người tiếp theo đó chính là Vương Ngôn lão sư. Khác với Đỗ Duy Luân thì Vương Ngôn lại xuất hiện nhiều hơn ở đầu, ở giữa và ở gần cuối truyện. Vừa là lão sư trực tiếp giảng dạy cùng với Chu Y ở ngoại viện, về sau được thăng chức vào nội viện. Ngoài ra cũng có một số hoạt động mà Vương Ngôn là người dẫn đoàn hay là chủ trì. Tiếp theo thì mình sẽ liệt kê một số cảnh mà nhân vật này xuất hiện. Đầu tiên là buổi kiểm tra tân sinh viên năm nhất. Vương Ngôn lúc này là giáo viên của ngoại viện. Cậu là một người có tính cách giống với đại sư Ngọc Tiểu Cương, là một người đam mê nghiên cứu về vũ hồn. Chính Vương Ngôn là người có thắc mắc và nhìn ra được tài năng thiên bẩm đầu tiên của Hoắc Vũ Hạo. Cậu cũng đã đề xuất Hoắc Vũ Hạo với Viện Trưởng Triết, với Huyền Não, nhưng do thiên phú của Hoắc Vũ Hạo không hiển hiện nên đã bị bác bỏ đề xuất này. Tiếp theo là ở các buổi giảng dạy. Sau kiểm tra tân sinh viên thì các sinh viên xếp hạng cao được xếp hạng vào lớp 1 hay là lớp chọn, và dưới sự chỉ dạy của Chu Y và Vương Ngôn. Vương Ngôn và Chu Y, hai người sẽ thay phiên nhau giảng dạy cho các tân sinh viên lớp 1. Tiếp theo đó là dẫn đội tham gia đấu hồn đại tái. Vương Ngôn được làm người dẫn đội của Sử Lai Khắc học viện đi tham gia đấu hồn đại tái dưới sự bảo hộ của Huyền Não. Đội thi đấu bao gồm Sử Lai Khắc Thất Quái chính thức là đội của Mã Tiểu Đào, và đội Sử Lai Khắc Thất Quái dự bị là đội của Hoắc Vũ Hạo. Vương Ngôn cũng là người tạo ra các chiến lược thi đấu cho Sử Lai Khắc đội trong đấu hồn đại tái, từ việc phân tích đối thủ, sắp xếp trận đấu, thi đấu nhằm để đảm bảo Sử Lai Khắc lắm phần thắng lớn nhất. Tiếp theo là ở Hải Thần Duyên Đại Hội. Vương Ngôn đã xuất hiện ở buổi Hải Thần Duyên Đại Hội thứ 2 mà Hoắc Vũ Hạo tham gia. Vương Ngôn kết duyên với một vị sư tỷ nội viện là Hàn Nhược Nhược, mà Hàn Nhược Nhược thì lại là một trong những người chủ trì của Hải Thần Duyên Đại Hội lần này. Tiếp theo là ở khảo hạch tốt nghiệp nội viện Sử Lai Khắc. Vương Ngôn là một trong những lão sư tham gia vào việc đưa ra các khảo hạch tốt nghiệp cho các học viên nội viện. Đặc biệt là với Hoắc Vũ Hạo thì Vương Ngôn là một trong những lão sư chính tham gia đưa ra và đánh giá khảo hạch. Với nhân vật Vương Ngôn bị loại bỏ thì với bản thân mình thấy là không ổn cho lắm, vì tầm quan trọng của nhân vật này là rất nhiều. Hơn thế, các cảnh của nhân vật này xuất hiện cũng rất là nhiều. Đặc biệt là trong lần dẫn đội đi thi đấu đấu hồn đại tái, Vương Ngôn bị lược bỏ thì đồng nghĩa với việc là rất nhiều phân cảnh sẽ bị cắt hoặc là bị thay thế. Và ở hiện tại thì là do Viện Trưởng Triết được thay thế vào. Nếu cứ thay thế như vậy thì Viện Trưởng Triết lại xuất hiện là rất nhiều. Hơn thế, Viện Trưởng Triết rất dễ lại là người dẫn đội
tham gia thi đấu đấu hồn đại tái. Có khi vậy cũng lên. Ok, trên đây là hai người Vương Ngôn lão sư và chủ nhiệm khoa võ hồn ngoại viện Đỗ Duy Luân đã bị lược bỏ trong tác phẩm Đấu La Đại Lục phần 2 Tuyệt Thế Đường Môn của Đường Gia Tam Thiếu mà mình biết. Anh em thấy mình có thiếu điểm gì hay còn thắc mắc ở điểm nào thì hãy để lại xuống phần bình luận cho mình. Clip mình là kết thúc. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của mình.